Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Ngày mùng 10 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, Công an quận Tân Bình đang tiến hành tạm giữ đối với Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1988, thường được biết đến với nghệ danh Chi Dân, là một nam ca sĩ kiêm sáng tác nhạc. Ca sĩ Chi Dân bị phát hiện nghi vấn có liên quan đến ma túy tại một địa chỉ ở quận Tân Bình công an đang mở rộng điều tra, chưa cung cấp về kết quả xử lý. Trên mạng xã hội, xôn xao hình ảnh chi dân bị chụp cùng chiếc que kiểm tra ma túy. Đây không phải là lần đầu tiên chi dân bị đồn đoán dính đến tệ nạn xã hội này. Trước đó ngày 9 tháng 11, lực lượng chức năng cũng kiểm tra một căn hộ chung cư tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, công an phát hiện người mẫu Andrea A3, sinh năm 1995, tên thường gọi là Nguyễn Thị An hoặc An Tây, cùng bạn bè có biểu hiện sử dụng ma túy. Theo kết quả test nhanh, nữ người mẫu này dương tính với ma túy. Trước khi những vụ việc này được phát hiện, trong giới showbiz, từng có rất nhiều lùm xùm liên quan đến các nghệ sĩ Việt nổi tiếng bị phát hiện do sử dụng ma túy. Hồi cuối tháng 6 năm 2024, Nam Vương Nikolai Đinh bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thời điểm bị bắt, Nikolai Đinh cùng 9 người khác bị phát hiện có nhiều gói ma túy trên người. Cũng trong tháng 6 năm 2024, ca sĩ Chu Bin bị công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng bị tạm giữ như ca sĩ Chu Bin còn có một số người khác. Lệ Hằng, diễn viên từng gây chú ý bởi vai Hoài Thatcher trong bộ phim Xin hãy tin em cũng vướng vòng lao lý vì liên quan đến ma túy. Theo đó ngày 10 tháng 3 năm 2023, cô bị bắt khi đang có hành vi mua bán ma túy trái phép tại Hà Nội. Nữ diễn viên khai nhận do ham lời nên cô mua và bán lại để ăn tranh lệch. Thời điểm bị bắt quả tang, cơ quan chức năng cho biết Lệ Hằng chỉ mua bán nhỏ lẻ ma túy để kiếm tiền để sống qua ngày, chứ cô không sử dụng chất ma túy. Hồi tháng 6 năm 2022, diễn viên Hữu Tín bị công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong quá trình điều tra, Hữu Tín khai đã nghiện 3 năm, trung bình 2 tháng anh sử dụng ma túy dạng tổng hợp thuốc lắc một lần. Nam diễn viên bị tòa nhân dân quận 8 thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, sự việc của diễn viên Hữu Tín cũng từng khiến mạng xã hội dậy sóng thời gian dài. Nam diễn viên bị công chúng lên án và tẩy chay mạnh mẽ vì là người nổi tiếng nhưng không biết giữ mình, có lối sống thiếu chuẩn mực. Gần đây, tháng 6 năm 2024, ca sĩ Chu Bin, tên thật Chu Đăng Thành, cùng một số người khác bị công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ vì nghi vấn liên quan đến tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy. Trước khi bị phát hiện sử dụng ma túy và bị bắt, tạm giữ liên quan đến tệ nạn này, các nghệ sĩ kể trên từng rất nổi tiếng họ được rất đông khán giả yêu mến về tài năng nghệ thuật của mình. Nhưng thay vì tiếp tục cố gắng cống hiến cho nghệ thuật, cho xã hội, những nghệ sĩ này lại có những vết trượt dài. Cuối tháng 9 năm 2024, trước tính chất nguy hiểm của băng nhóm được cầm đầu bởi Phạm Đức Bình, hay còn gọi là Bình Kiểm, sinh năm 1970, quê Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã phối hợp với Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan Công an thành phố Hồ Chí Minh, bà địa Vũng Tàu, Lâm Đồng và các đơn vị thuộc Bộ Công an Lào đồng loạt phá án tại Việt Nam và Lào. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án về các hành vi chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, không tố giác tội phạm, tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời khởi tố 16 bị can và tiếp tục mở rộng vụ án. Được biết Phạm Đức Bình từ nhiều năm trước đã được biết đến là một giang hồ khét tiếng, nhiều lần vào tù ra tội, cầm đầu băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm, dám đối đầu với nhiều nhóm giang hồ và từng thách thức ông trùm giang hồ Trương Văn Cam, tức Nam Cam. Cái tên Bình Kiểm xuất phát từ việc Bình từng có thời gian làm việc tại tiểu đoàn kiểm soát quân sự thành phố Hồ Chí Minh. Đáng nói, Bình Kiểm không uống bia rượu, hút thuốc lá, không tham gia các hoạt động tệ nạn, giao du ngoài xã hội rất hạn chế. Bình Kiểm cũng không có một vết xăm nào trên người như những dân anh chị khác song được biết đến là kẻ máu lạnh, khi gây án thường mang theo vũ khí quân dụng. Theo tài liệu, Bình Kiểm đã có ít nhất 3 lần sử dụng vũ khí quân dụng gây án. Theo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, trước năm 1991, lợi dụng khi còn là quân nhân, Bình Kiểm nhiều lần mua bán, chiếm đoạt vũ khí quân dụng của đơn vị và của các đối tượng khi thi hành công vụ. Sau khi xuân ngũ, Bình cầm đầu băng nhóm cùng các đối tượng gốc Bắc chuyên bảo kê, tranh giành địa bàn, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn, mở bạc, vũ trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian làm ăn ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Kiểm cũng gây hấn với nhiều dân anh chị, trong đó để tranh giành địa bàn làm ăn sòng bài, Bình Kiểm cùng đàn em thách thức gây hấn với ông trùm Nam Cam, tức Trương Văn Cam. Từ đó là chuỗi ngày phạm tội phải vào tù ra khám của gã giang hồ Bình Kiểm. Cụ thể, Bình Kiểm là người duy nhất trong giới giang hồ dám đối đầu với băng nhóm Nam Cam và từng đánh bảo hoàng tử, con trai của ông trùm giang hồ Nam Cam đến trọng thương. Sau vụ này, Bình Kiểm mua một khẩu súng và 96 viên đạn luôn mang theo bên mình để sẵn sàng đối phó. Khi năm ca bị bắt vào tháng 12 năm 2000, Bình Kiểm đang thụ án về tội gây dối trật tự. Nghe tin, Giang Hồ này đã bảo vợ giao nộp toàn bộ vũ khí. Công an thành phố Hồ Chí Minh khám xét nhà của Bình Kiểm và đồng bọn, thu giữ nhiều vũ khí như súng AR-15, súng rulo, lựu đạn và gần 300 viên đạn. Năm 2003, Bình tiếp tục bị bắt, phải thi hành án một năm tù về tội cố ý gây thương tích. Năm 2004, ngay khi mới ra tù, Bình mua một khẩu súng AK, 5 khẩu súng ngắn, hơn 400 viên đạn, hai quả lựu đạn. Sau đó, Bình chỉ đạo 4 đàn em lên kế hoạch và tổ chức bắt cóc anh TTN, con của đại gia Trầm B ở thành phố Hồ Chí Minh, đòi 10 triệu đô la Mỹ tiền chuộc. Theo tài liệu, Bình kiểm cùng đàn em 3 lần thực hiện quyết liệt bắt cóc nạn nhân, đưa lên ô tô thực hiện hành vi phạm tội. Ở vụ bắt cóc này, tháng 9 năm 2007, Bình bị tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 20 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. 8 năm tù về tội mua bán tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung, Bình kiểm và chấp hành là 28 năm tù. Đến năm 2024, Bình kiểm ra tù. Lực lượng trinh sát phòng trọng án phát hiện thông tin anh ta có biểu hiện rủ dê, lôi kéo, tụ tập đàn em, móc nối với bạn tù và các đối tượng hình sự để hình thành băng nhóm. C02 Bộ Công an đã ra phòng trọng án phối hợp với các lực lượng triệt phá, bắt giữ Bình kiểm. Phát biểu tại buổi họp tổ ở Quốc hội chiều ngày 8 tháng 11, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, đại biểu đoàn Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, ma túy là tệ nạn, hiểm họa ở Việt Nam và cả toàn cầu. Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, ma túy đi vào mọi ngõ ngách đời sống, không chứa bất cứ ai từ trí thức, văn nghệ sĩ, người lao động, công nhân, nông dân nếu chúng ta mất cảnh giác hoặc thích cảm giác lạ. Nếu ví dụ tại Campuchia đang có chiến dịch phòng chống ma túy ngay trong bộ máy nhà nước, Trung tướng Hải Trung cho rằng trong chính bộ máy nhà nước cũng có nguy cơ ma túy xâm nhập. Trước đây thuốc phiện phải dùng bàn đèn nên việc tổ chức hút rất phức tạp, nhưng bây giờ có thể hút, ăn, ngửi, hít, thậm chí chỗ nào cũng dùng được ma túy. Ở những đô thị lớn, nhiều đối tượng còn thuê hẳn trung cư chỉ để tổ chức sử dụng ma túy, dù để vào được các khu trung cư đó rất ngặt nghèo, không phải ai cũng vào được. Cùng với sự phát triển của công nghệ, hoạt động buôn bán ma túy lại ngày càng dễ hơn. Ma túy không chỉ hủy hoại tinh thần, thể xác, sức lao động, mà còn làm băng hoại cả quốc gia, dân tộc. Có cả các thế lực dùng ma túy để nô dịch một dân tộc quốc gia. Theo tướng Trung, lực lượng công an coi tội phạm ma túy là tội phạm nguồn vì từ ma túy sinh ra cướp giết, trộm cắp, lừa đảo. 40% đối tượng nghiện ma túy là không nghề nghiệp và nghề nghiệp không ổn định. Ông Trung nói, khi không có thu nhập để có tiền dùng ma túy, thì các đối tượng nghiện phải trộm cắp, cướp giết, thậm chí giết bố, mẹ, anh, vợ chồng. Những kẻ phản động sử dụng chính những đối tượng ma túy để gây rối, thực hiện hành vi phản động. Chỉ cần cho hút hít là những đối tượng này không sợ gì. Nhấn mạnh thêm, họa ma túy là khôn lường. Giám đốc công an thành phố cho rằng, vấn đề đặt ra là cách phòng chống triệt để ma túy. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là sự nghiệp toàn dân. Lực lượng công an chỉ là phòng chống tội phạm ma túy. Ông chỉ ra chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy không phải bây giờ mới đặt ra, nhưng kết quả trước đó chưa được như mong muốn, thậm chí có những vấn đề còn phức tạp hơn trên cả ba mặt giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại, nhiều chỉ tiêu đặt ra nhưng không đạt được. Liên quan tới ba chỉ tiêu cụ thể này, theo ông, Bộ Công an đang chỉ đạo tập trung mục tiêu giảm cầu vì không có cầu thì sẽ giảm cung, phòng ngừa là chính. Song thực tế hoạt động buôn bán ma túy lợi nhuận rất lớn, nên các đối tượng buôn bán ma túy không bao giờ từ bỏ, thậm chí còn cố tình tạo ra cầu như rủ dê, chiêu đãi, lôi kéo cho sử dụng trước qua nhiều đường ăn và uống. Dự báo tình hình ngày càng phức tạp, ông Trung cho biết, trước đây việc buôn bán theo cân lạng thì giờ theo tấn tạ. Trước đây việc buôn bán chỉ đi theo đường bộ, còn giờ đây đi theo đường biển, sông, hàng không. Trước đây phải giao dịch mua bán gặp nhau trực tiếp, giờ thì không cần gặp. Trước kia chỉ có cocaine, heroin, thuốc phiện, thì giờ là ma túy tổng hợp. Do đó, để xử lý giải quyết, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho rằng, bên cạnh quyết tâm chính trị, cần phải có biện pháp rất mạnh và trách nhiệm là của cả hệ thống chính trị, cần đổi mới phương pháp, cách thức làm, phân cấp, phân quyền. Lấy ví dụ quyết tâm của thành phố Hà Nội, ông Trung cho biết, vừa qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết hỗ trợ hàng tháng cho các lực lượng làm công tác phòng chống ma túy, kể cả viện, tòa, hải quan, lao động thương binh xã hội, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy, mỗi tháng 3,6 triệu một người. Đại biểu Trung bày tỏ hoàn toàn đồng ý phải có chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy, trong đó đề ra rất nhiều nhiệm vụ giải pháp, phân cấp phân quyền. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa vừa bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ dùng súng hung khí hỗn chiến trên địa bàn. Vào tháng trước, Lương Huy, 38 tuổi, ngụ tại thành phố Biên Hòa, cùng một số đối tượng tụ tập tại một quán bar ở thành phố Biên Hòa. Lúc này Huy gọi điện cho Nguyễn Duy Linh, 38 tuổi, cùng ngụ tại thành phố Biên Hòa để tụ tập ăn nhậu và sử dụng trái phép chất ma túy. Trong lúc nói chuyện, giữa Huy và Linh xảy ra mâu thuẫn, nên cả hai đã gọi thêm đồng bọn hẹn nhau đến trước cây sang số 26 tại phường Tân Phong để giải quyết mâu thuẫn. Khi gặp nhau tại đây, hai nhóm đã dùng súng bắn về phía đối phương và đập phá xe ô tô, xe máy để dàn mặt nhau. Khi phát hiện có công an, cả hai nhóm đã bỏ lại phương tiện tìm cách tẩu thoát. Ngay sau đó, công an thành phố Biên Hòa đã huy động lực lượng vào cuộc điều tra, tiến hành truy bắt các đối tượng liên quan. Bước đầu, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ được 8 đối tượng có liên quan. Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã tạm giữ một xe ô tô, 3 xe máy, 12 tuyếp sắt, dao tự chế, kiếm các loại, và nhiều vỏ đạn tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra